Những hình ảnh phải nói là thật sự kinh hoàng phải không quý vị? Ám ảnh cả thế giới trong đêm qua khi mà nhóm khủng bố đã dùng súng tự động để bắn vào đám đông tại một phòng hòa nhạc tại thủ đô Moscow của Nga. Và cụ thể đến nay thì tình hình thương vong như thế nào rồi? Câu hỏi này xin được gửi tới biên tập viên Thụy Vân ạ. Xin mời chị cập nhật ạ. Vâng, thưa quý vị khán giả, vào lúc này thì đã có ít nhất 60 người thiệt mạng và khoảng 145 người khác bị thương trong vụ tấn công đẫm máu vào lúc 8 giờ tối ngày hôm qua theo giờ địa phương tại phòng hòa nhạc Krokus ngoại ô thủ đô Moscow của Nga. Và tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã tuyên bố là đứng sau vụ tấn công này. Bước đầu xác minh được một nhóm người đã lọt vào phòng hòa nhạc ở trung tâm thương mại ngay trước giờ khai mạc đêm diễn của nhóm nhạc rock Picnic nổi tiếng của Nga và dùng súng tự động bắn vào đám đông, sau đó ném lựu đạn hoặc bom xăng khiến cho hỏa hoạn bùng phát trong tòa nhà. Theo tuyên bố của IS thì những đối tượng tấn công đã tẩu thoát thành công. Vụ việc được giới chức Nga xếp hạng cao nhất về độ phức tạp và nghiêm trọng, khoảng 320 người và hơn 130 thiết bị đã tham gia chữa cháy. Và lúc này đây thì chúng tôi đã liên hệ với phóng viên Nhật Linh thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nga để cập nhật thông tin chi tiết. Vâng, thưa chị Nhật Linh ạ. Lúc này đây thì chúng tôi đang rất là muốn nghe thêm những cái thông tin liên quan về tình hình vụ xả súng, đặc biệt là tình hình về an ninh ạ. Tính đến 5 giờ 30 sáng nay theo giờ Moscow, tức là 9 giờ 30 sáng theo giờ Việt Nam, thì các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc thuộc trung tâm thương mại Krokus đã được sơ tán khỏi nơi xảy ra thảm kịch. Đám cháy trên diện tích gần 13.000 m² đã được dập tắt. Mái che của khán phòng hòa nhạc đã sụp đổ. Hiện lực lượng cứu hộ đã có thể tiến vào bên trong. Theo Ủy ban điều tra Liên bang Nga, con số người thiệt mạng do vụ tấn công khủng bố hiện đã lên tới hơn 60 người. Số nạn nhân còn có thể tăng lên. Ủy ban điều tra Nga cũng cho biết các bằng chứng hiện vật bao gồm vũ khí và đạn dược đang được thu giữ từ hiện trường và tiến hành các cuộc kiểm tra cần thiết. Theo Sở Y tế Moscow, thì những người bị thương đã được chuyển đến 12 bệnh viện trong thành phố. Trước đó, thì Bộ trưởng Y tế Nga ông Murashko cho biết 115 người đã phải nhập viện, trong đó có 5 trẻ em, khoảng 60 bệnh nhân ở trong tình trạng nghiêm trọng. Hiện chưa có thông tin về người Việt Nam bị thương vong trong vụ tấn công này. Xin trở lại trường quay. Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Nhật Linh ạ. Thưa quý vị, ngay sau vụ tấn công khủng bố thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật và tình trạng khẩn cấp, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ vụ tấn công này. Tôi đã nhìn thấy những người bị thương, nhiều người nằm xuống khi nổ súng xảy ra. Ở đây là Krokus, lính cứu hỏa đang làm việc. Khu vực cháy rất đáng chú ý. Tất cả chuyện còn lại sẽ được thông báo sau khi lính cứu hỏa hoàn thành việc của họ. Điện Kremlin cho biết tại cuộc họp, Tổng thống Putin đang nghe các báo cáo từ các lãnh đạo cơ quan an ninh liên bang, Ủy ban điều tra, lực lượng cảnh vệ quốc gia và các bộ nội vụ, tình trạng y tế và khẩn cấp. Ông Putin đã bày tỏ chia buồn và mong muốn những nạn nhân bị thương nhanh chóng phục hồi sau vụ việc. Thi thể của những người thiệt mạng đang được kiểm tra để xác định danh tính. Cộng đồng quốc tế cũng đã gửi lời chia buồn đến toàn thể người dân nước Nga. Nỗi kinh hoàng về vụ thảm sát thường dân vô tội ở Moscow là không thể chấp nhận được. Chính phủ Italia lên án mạnh mẽ và toàn diện về hành động khủng bố tàn ác này. Tôi bày tỏ tình đoàn kết hoàn toàn với những người bị ảnh hưởng và gia đình các nạn nhân. Những hình ảnh từ Moscow tối nay thật kinh hoàng. Suy nghĩ của chúng tôi hướng về các nạn nhân và những người bị thương cũng như người dân Nga. Mọi nỗ lực phải được thực hiện để xác định nguyên nhân của những hành động tàn ác này. Chúng tôi vô cùng bàng hoàng trước vụ tấn công khủng bố tàn khốc tại trung tâm thương mại Krokus City ở Moscow. Lời chia buồn chân thành nhất của chúng tôi tới gia đình và bạn bè nạn nhân, người dân Nga và các đồng nghiệp của chúng tôi tại Bộ Ngoại giao Nga. Chúng tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất và nhanh chóng nhất đến với những người bị thương. Chúng tôi đang theo dõi với nỗi đau sâu sắc về những gì đang xảy ra ở Moscow. Hành động khủng bố tàn ác này không bao giờ có thể biện minh được. Chúng tôi sát cánh cùng những người dân Nga anh em trong những thời khắc khó khăn này. Chúng tôi bày tỏ lời chia buồn chân thành tới gia đình và những người thân yêu của các nạn nhân và chúng tôi cầu chúc những người bị thương sẽ nhanh chóng hồi phục. Theo tờ Thời báo Moscow, Đại sứ quán Mỹ đã đưa ra cảnh báo vào ngày 7 tháng 3 vừa qua rằng những kẻ cực đoan đang lên kế hoạch gì đó với cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Hiện sau vụ việc, nhà chức trách Nga đã cảnh báo nguy cơ tin giả về vụ tấn công trên các trang mạng xã hội và các ứng dụng tin nhắn, kêu gọi người dân cảnh giác tối đa. Chính quyền thành phố Moscow đã thông báo hủy tất cả các hoạt động tập trung đông người vào dịp cuối tuần này.
Không chỉ Moscow mà rất nhiều khu vực của Nga hiện đang được đặt trong tình trạng báo động cao. Các lối vào quảng trường đỏ thì đã bị đóng, các biện pháp an ninh được thắt chặt tại các sân bay, trên các phương tiện giao thông. Các trường đại học Moscow cũng đã hủy lịch học hoặc chuyển sang học từ xa. Mặc dù tổ chức nhà nước Hồi giáo IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công, thế nhưng phía Nga không loại trừ đây là tin giả. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tin tức mới nhất qua hệ thống bản tin VTV.